Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh Ăn Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là chở quạt gió giảm lạnh của Hyundai Sonata 2012 đến 2016. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Halon trực thuộc tập đoàn HCC tại Hàn Quốc. Đây, đây em sẽ cùng móc ra đây nhé. Đây chính là cái điện trở quạt gió giàn lạnh của Hyundai Sonata. Cái phần đây chính là cái phần chúng ta hay thường gọi là cái phần nhôm. Nó chính là cái phần cảm biến, hay còn gọi là cái phần đóng ngắt. Nó chính là những cái phần thanh nhôm này truyền đến cái bảng mạch điện tử này. Nó sẽ báo hiệu về cái trên chỗ bảng khiển. Đó, đây là ba giác điện của nó này, hai điểm này là hai điểm để chúng ta bắt vào cái chỗ hộp quạt gió giảm lạnh này. Đó. Đây, ba giác luôn. Đây, chiều này mới là chiều đúng này. Đấy. Made in Korea này anh em nhé. Nhìn cái dòng sản phẩm thì rất là chắc chắn này. Đấy. Nhiệm vụ chính của cái điện trở này là nó làm ổn định và bảo vệ cho quạt gió chạy ổn định và không có bị chập chờn bởi dòng điện. Đấy. Thì vừa rồi này em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái điện trở quạt gió giảm lạnh của Hyundai Sonata. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333, hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.